Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tạo điều kiện thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên, ông Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố, bà Nguyễn Hồng Vân, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được ứng cử tại thành phố Cảng. Nếu được cử tri Hải Phòng tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, sẽ tiếp tục cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động sáng tạo, công khai minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt quan tâm tới đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Để thực sự là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại biểu Quốc hội sẽ tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, tiếp tục hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri. Đối với Hải Phòng, sẽ tập trung đề xuất hiến kế kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cử tri thành phố Hải Phòng bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15 sát với thực tế, phù hợp chức năng, nhiệm vụ công tác của mỗi ứng cử viên. Cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa 15 nêu cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần cùng Quốc hội nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản pháp luật, bảo đảm các văn bản pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.